Hôm nay em Huy sẽ lên cho quý anh chị rất nhiều mẫu máy ở đây và anh chị yên tâm, mỗi mẫu máy mình Huy đều dặn cho quý anh chị 100 000 đồng Hôm nay là siêu sale mùng 5 tháng 5 anh chị ạ em sẽ không giảm giá được uh, một nửa tiền máy hay là một phần ba tiền máy như những gọi là những sản phẩm khác như là giấy ăn hay các thứ đâu nhưng mà em sẽ giảm mỗi sản phẩm 100 trăm nghìn anh chị nhá tất nhiên vẫn đầy đủ phụ kiện ạ à, vẫn tặng kèm cho quý anh chị là những cái gì em có em tặng hết cho quý anh chị luôn anh chị nhá rồi shop em ở số 20 ngõ 203 phố chùa bộc hà nội anh chị nhá số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0933 ba nếu mà anh chị muốn uh, gọi là nhận thông tin tư vấn báo giá qua Zalo ấy, cứ nhắn tin Zalo em nhé 0933 này 600 386 giúp em Huy ạ. nhà em ship cốt toàn quốc nhận máy được kiểm tra thoải mái mới thanh toán tiền anh chị nhé. số điện thoại ngay đây ạ. còn hôm nay tất cả những mẫu máy ở đây em sẽ giảm cho quý anh chị 100 trăm nghìn so với video em báo giá gốc và anh chị lưu ý là nhắc em Huy nhé, không em Huy quên em Huy không giảm đâu ạ. rồi thì cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành cùng shop di động anh Huy nhé. chúc quý anh chị có một tháng mới thật là nhiều sức khỏe. À, và đầu tiên em lên cho quý anh chị là mẫu sản phẩm máy full box Xiaomi Mi 9 ạ Đây là mẫu phiên bản Google nhá, quốc tế Hôm nay ấy, thì có một anh khách, anh ấy qua, anh ấy xem máy à, Tất nhiên không có gì để nói Khi anh ấy cũng dùng một con Mi 9 và anh ấy chê shop bên em là bán đắt anh chị ạ à, Không có tội tình gì cả, con máy thì rất là ngon lành rồi, không có tội tình gì cả Khi mà con máy là một con máy mới nhá, full box 100% này Phần lưng không một vết xước ạ, kính cường lực Gorilla Glass 6 à, Màn hình đẹp và em cũng sơ ý là em quên quay cái máy của anh khách khi mà bật cái màn hình lên ấy thì máy khách ối rồi ôi luôn tại vì sao anh chị biết không ạ vì máy khách ấy, cái màn hình là màn hình lô anh chị ạ cái màn hình lô thì nó vừa dễ phân biệt vừa khó phân biệt như là cái viền màn, màn hình nó sẽ dày hơn một xíu nhá tất nhiên đấy thì tùy loại lô khách loại của khách là màn lô dày cộp luôn nha gài lên dày anh trên này này đấy còn con này là màn zin nhá đẹp 100% máy zin hết anh chị ạ từ a đến z luôn đấy phát hiện ra mà lỗi sửa chữa hay gì đấy thì đúng là tặng luôn anh chị con máy này cũng được anh chị nhá yên tâm luôn riêng cái dòng mi 9 này thì bên em nhập hàng mới 100% về và cam kết cho quý anh chị là quá là ổn áp anh chị nhá tại vì lô này là lô máy tồn kho thi thoảng mới có và còn vài con nữa là hết lô rồi anh chị ạ tình trạng máy móc ngon lành này zin đét thứ nhất ấy là màn hình máy đẹp nhá 6 yên tư độ phân giải màn hình cũng ngon ạ à. tấm nền super bolet màn hình con này đắt nha màn hình tắt đấy ạ nên là cái màn lô nó đã rẻ đi bao nhiêu rồi đây là màn zin 100 phần trăm nhá camera cũng khá là đẹp và sắc nét có đầy đủ cảm biến góc rộng này đấy, góc siêu rộng cũng có nhá x1 là 64 megapixel cam cụm thì ngon lành cam trước 20 chấm cũng đẹp nha giá cả em ạ à. em này thì đang bán là 3 triệu 2, 2 anh chị nhá bản 128 GB nó sẽ cao hơn bạn 64 nhá. Đây là phiên bản 128 và là bạn quốc tế, 2 SIM 26 anh chị nhá. Nói chung là anh chị mà cần à, thích cái dòng Mi 9 này quá là ngon, quá là ok nhá. Cựa tiền này siêu mượt luôn ạ. Chip Snapdragon 855 với cấu hình là RAM 6 bộ nhớ 128 GB, Xiaomi Mi 9 ạ. Bên trong máy nhá sẽ có một cái ốp này. Ốp này là ốp từ nhà sản xuất luôn anh chị nhá. Ốp này, ốp lưng là từ nhà sản xuất luôn đấy. À, được chưa? Đẹp chưa? Nhìn cái ốp là thấy chất lượng rồi đúng không ạ? Ôi rồi ốp từ nhà sản xuất nhá, hiếm có, khó tìm luôn. Thứ hai nữa là gì ạ? À, nhà sản xuất còn chu đáo nữa. Đợi em một chút em sẽ giới thiệu thêm nhá. Nhà sản xuất còn chu đáo là tặng kèm cho quý anh chị thêm là một cái sợi cáp chuyển đổi đây, sợi cáp chuyển đổi ngay đây ạ. À, từ uh, tai si sang 3.5mm và ngoài ra còn có một cái trò sim nữa, nói chung là chịn chu cực kỳ luôn đầy đủ luôn ạ à. nhìn cái hộp này đã thấy khác rồi nếu mà anh chị mà đang mua ấy cái máy mi chín trên thị trường thì anh chị xem qua một chút nhé về cái máy của em đang lên này để xem thử là cái chất lượng như nào khác hoàn toàn anh chị đang mua không thị trường bán hai triệu rưỡi em mới rất nhiều hai triệu sáu rất nhiều hai triệu tám cũng rất nhiều luôn em bán cho quý anh chị ba triệu hai đắt hơn thị trường nhưng mà cam kết chất nhá Nhân tiện là dịp à... lễ này em siêu cho quý anh chị luôn đấy là quá là êm luôn nhá. Giá cả hợp lý luôn. Rồi, lên cho quý anh chị thêm những mẫu máy em đang có ở đây nhá, phân khúc giá rẻ trước đi ạ. Đầu tiên lên cho quý anh chị thêm một con Samsung Galaxy M23, một con máy pin trâu, cấu hình em Huy đánh giá cũng khá là ngon nha. RAM 4 bộ nhớ 128 g này. M23 này sẽ có màn hình đấy là rộng là bao nhiêu màn hình rộng tầm 6in rưỡi, 6in 6 anh chị nhá. Viên pin là đặc điểm của dòng M rồi, pin 5000 mAh. Cấu hình sẽ có là RAM 4 GB, bộ nhớ là 128 GB. Chạy con chip cũng rất là mượt mà nhá, màn hình đẹp, không ngồ ám phân màu gì ạ, rất đẹp luôn. Camera này cam trước cũng khá là đẹp và sắc nét nhá. Góc rộng góc hẹp đầy đủ ạ. Cam sau này có cả biến góc siêu rộng X1, hỗ trợ zoom nhá. hỗ trợ zoom mình đến là bao nhiêu ạ? 10x ạ. Cam sau cam chính này đến là 50 megapixel chị nhá. Có góc rộng góc siêu rộng đầy đủ này. Giá này là bao nhiêu ạ? 2 triệu 9, 9 nhá, Samsung M23. Thì em cũng mới nhập được ốp lưng M23 rồi nên em tặng anh chị luôn nhá. Có ốp lưng này, có dán màn, có sạc cáp có cả tai nghe nữa anh chị ạ à, miễn phí ship toàn quốc ạ à, 2 triệu 900 nghìn đồng thôi ạ à. Samsung M23 nhá dòng M đi với dòng A em sẽ lên cho quý anh chị thêm một con nữa này con này là M33 anh chị nhá M33 em này là 3 triệu 2 anh chị ạ à. thiết kế này khá là đẹp và nịnh mắt nha cam thì có bốn camera phía sau cơ có cả cảm biến góc rộng góc siêu rộng cảm biến macro rồi cảm biến đo chiều sâu nói chung rất nhiều cảm biến ạ à. em này sẽ có là 6 gb bộ nhớ là 128 trăm gb và chạy con chip đến từ thương hiệu uh, samsung luôn em nhớ không nhầm là chip ba một hai tám cũng khá là ngon lành và mượt mà nhá. RAM tám màn hình có tần số quét cao 120 Hz rồi. Nói chung là cũng mượt mà trơn tru rồi. Samsung M33 đấy ạ. Và cái này sẽ có viên pin là 5000 mAh nhá. Giá cả cực kỳ êm luôn ạ. Em này 3,2 triệu ạ. Đấy, tặng kèm cả sạc cáp tai nghe nhá. Ốp lưng có luôn nhá. Đấy, dán màn hình có luôn ạ. Nói chung là tặng hết, không thiếu cái gì ạ. Miễn phí ship toàn quốc nhá. RAM 6128 chipset thì mượt mà máy móc được trơn tru. Bật cái cam lên xem tự là cam trước nét đẹp nhá. Cam sau cũng ở mức gọi là đẹp nét luôn, chức năng thì ngon lành. À, cảm biến góc siêu rộng có này, X1 này. À, zoom đến là đấy, zoom lên đến là 10x ạ. Con này chắc là zoom 10x rồi. Chức năng ngon lành, máy móc trơn tru pin trâu 5000 ạ. À. Em này là 3 triệu 2, 2 nhá. Samsung M33. À, đặt hàng lên trực tiếp 0933 386 giúp em. À, đến với dòng M rồi, em sẽ lên cho quý vị thêm cái dòng đây, M23 nữa anh chị nhé Con này thì máy cũng phệ một chút thôi Màu xanh cũng khá là đẹp này Màu này là màu xanh giống kiểu là xanh trời một chút đấy ạ Đấy, khung viền các cạnh thì cũng ở mức tương đối đẹp nhá Tất nhiên là máy cũ thì nó cũng ở mức cũ đẹp rồi Màn hình thì đẹp này, không ngồ ám, không phân màu gì cả nhá Về lắp sim là dùng luôn ạ phụ kiện đầy đủ miễn phí ship toàn quốc em này thì cũng hai đồng chín thôi hai triệu chín là đã sở em này rồi ngoài ra thì anh chị có thể là dùng thêm em máy này với phần mềm android mới nhất là cập nhật được lên android 14 anh chị ạ Android 14 nhá, One UI 6.0 Nói chung là M23 này cũng đáng tiền này Cũng rất là phù hợp cho quý anh chị Trong phần khúc lanh quanh ba củ khoai Tiếp tục thì lên thêm cho quý anh chị sản phẩm M33 nhá Em này là em máy màu xanh này Lúc nãy em màu xanh 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 bộ đội rồi em này là màu xanh ra trời nhá em này thì tình trạng máy nó cũng phe phẩy xước xước hơn em kia một chút giá tất nhiên nó sẽ hạ nhiệt hơn rồi 3 triệu tròn thôi là đã có một em M33 nhá ram sáu bảy hai tám cái mã M33 này em bán nó quý anh chị thì đúng là phải nói là giá thật là thơm anh chị ạ quá là thơm luôn tình trạng máy zin phẩy đẹp nhá đấy còn lại chức năng ngon ạ màn hình không xước sát gì và màn hình đẹp 100% không màu ám không phân màu gì nhá ram sáu bảy hai tám m ba ba như em này giá em bên shop em chỉ là 3 triệu tròn thôi nhớ nhá hôm nay là được siêu 100 nghìn này được chưa ạ giảm giá tất nhiên là vẫn tặng tất tần tật tốt đồng tuột phụ kiện rồi và miễn phí ship cho quý anh chị toàn quốc ạ đến với em này với là siêu trâu bò này Samsung Galaxy M53 anh chị ạ mẫu M53 thì màn hình OLED cực kỳ đẹp ạ em này thì màn hình OLED rồi nhá rất là đẹp và sắc nét luôn và đang chạy phần mềm mới nhất rồi à Android này là Android 14 nhá One UI 6 à và chức năng ngon lành ạ màn hình rất là đẹp và sắc nét Cấu hình sẽ có là RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB và em này nhá, cam sau lên đến là 108 megapixel. cam thì độ phân giải cao nhá. Em này thì tình trạng máy thì nó cũng gọi là hơi cá sấu một tí. Đấy, được cái màn hình là màn hình đẹp anh chị nhá, màn hình này. Bật chế độ nền trắng lên là thấy là màn hình trắng đẹp, không màu ám, không phân màu gì, máy zin rất là đẹp luôn. Nhưng mà tình trạng máy thì hơi cá sấu một tí ạ. Và lưng vỏ này cũng có gọi là làm nhám lam nhám đấy ạ. Màn hình thì cũng có xước lông mèo như hình ạ. Đấy, vài cái lông mèo nhá, một hai cái lông voi. À, và được cái màn hình đẹp không ngủ ám gì tất nhiên ấy, thì giá thành nó bù vào hết anh chị ạ à. giá rất là rẻ luôn 3 triệu 390 nghìn đồng à, pin 5000 mm cấu hình cao nhá con chip khỏe này cấu hình cao Galaxy à, Galaxy Quantum 3 là chip bạo mật lượng tự này pin 5000 mm cam sau cam chính 108 megapixel là trăm nghe không vòng một thấy đúng không ạ và mình sẽ bật cam sau lên chụp ảnh anh chị xem nhá giá quá là êm luôn ạ à. ôi rồi ôi luôn zoom này à, cam cũng ngon lành zoom 10x nhá cam 100 chấm ạ chức năng ngon Samsung Galaxy m 3 M53 3 triệu 390 ạ quá là hợp lý rồi anh chị ạ không thể mà tìm được cái những con máy mà có mức giá tốt với tình trạng nó ngon lành cành đào như thế này nữa tiếp tục lên cho quý chị dòng A nhé dòng A chắc là em chưa lên thì em cũng lên cho quý chị luôn cái dòng A bên em này trên tay em đây là Samsung Galaxy A23 anh chị ạ đấy thiết kế đẹp chưa nhìn rất là nịnh mắt và trịn chu anh chị nhé cái dòng này bây giờ vẫn thực dạng là nồi đồng cuối đá đấy ạ máy móc thì ngon lành luôn ngoại hình thì đúng là từ đẹp đến đẹp keng cũng có nhá thậm chí là cấn phệ sao xấu, xấu cũng có giá rẻ cũng có mà giá nhịn cũng có hai em này ấy, thì cọc chung cấu hình với nhau đó là ram bốn một hai tám nhá con chip mượt mà và máy móc thì ngoại hình cũng còn đẹp luôn nhá cụm cam này nhìn uy tín không ạ khá là uy tín phân khúc mà pin trâu giá rẻ thì những em này phải nói là rất là đáng để lựa chọn đấy chị ạ. Khi có mức giá chỉ là khoảng 2 triệu 990 thôi. Em thấp hơn ấy, thì tầm 2 triệu 690 cũng có nhá. Nhưng mà đổi lại cho mình sẽ có là viên pin trâu 5000mm. Thiết kế đẹp tân thời này. Android mới nhất là Android 14 luôn. Chạy ngon lành truyền trung bật mà luôn ạ. Và giá cả thì hiện tại quá là hợp lý với shop em rồi. Chỉ là 2 triệu 000 đồng thôi, 2.990 thôi nhá. Hôm nay còn được giảm giá ngày mùng 5 tháng 5 nữa ạ. À, em này thì đẹp gần như là len keng luôn này thậm chí nhá bên này còn có cả siêu viền này cũng hai chín chín mươi thôi ạ máy có dán màn có ốp lưng ạ có tặng cả xà cáp cho quý anh chị và hỗ trợ anh chị là miễn phí ship toàn quốc nhá nhận hàng kiểm tra thanh toán à, màn hình sẽ là đẹp nhá. không màu ám không phân màu gì nhá chức năng ngon lành mượt mà luôn ạ và pin năm nghìn thì anh chị dùng hai ngày cũng khá là thoải mái nhá cho những anh chị có nhu cầu bình thường thậm chí là chị nghe gọi với lại cơ bản thôi thì đúng là cả tuần vẫn ok được Cam trước khá là đẹp và ngon nha, chức năng trơn tru mượt mà Giá cả hợp lý ạ, 2990 Samsung Galaxy A23 nhé, RAM 4128 này Dòng Samsung thì em qua được khá là nhiều mẫu rồi đúng không quý anh chị Em sẽ đi thêm cho quý anh chị dòng Samsung Với phân khúc nó cao hơn một chút nhá Phân khúc cao hơn thì em đang có một số dòng như sau này Đầu tiên là Samsung Galaxy S22 Plus ạ Em này sẽ có màn hình đẹp, không màu ám phân màu gì chức năng ngon với màn hình 6.6 in nhưng mà màn hình thì có hơi ố một xíu ở mép màn nhá một chút thôi ạ khung viền này nó cũng ở mức gọi là tình trạng phệ nha bình thường em bán con này với mức giá khoảng 78 thì hôm nay em bán ở mức giá chỉ là uh, xin lỗi là bình thường nếu mà máy màn đẹp hơn một chút đấy thì sẽ bán là tầm 8 triệu 8 nhưng mà em này bên shop em bây giờ ấy chỉ có mức giá là bao nhiêu ạ là 7 triệu 6 thôi ạ nó rẻ được 1 triệu 2, 2 chị nhá cam vẫn nét căng 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 này vẫn tặng đầy đủ là sạc cáp siêu nhanh 25w ốp lưng dán màn uh, miễn phí ship toàn quốc cho quý anh chị Cam con này thì chất lượng rồi 50 chấm nhá, zoom 3 x ạ. Camera phía trước cũng rất là đẹp và sắc nét luôn, góc rộng, góc siêu rộng đầy đủ này. Chip là chip Qualcomm Snap 8 Gen 1 nhá. Em này sẽ đặc biệt là có 2 sim 2 sóng ạ và có ghi âm cuộc gọi anh chị nhá, RAM 8 bộ 128 GB này. Màn hình 6 in 6, 6 cầm rất là vừa tay luôn ạ, rất là nhẹ nhàng và dịu dàng. 7 triệu 6 cho một em Samsung Galaxy S22 Plus. À, tiếp tục nếu mà anh chị uh, thích những con máy gọi Samsung ấy có thể tham khảo qua dòng S21 Plus nha. Máy thì là máy bạn Mỹ ạ, Dìn rất là đẹp luôn, chức năng ngon, cụm cam sáng đẹp, màn hình thì đẹp, không ồ ám, không phân màu gì ạ. Em này sẽ có màn hình là 6 in 7, độ phân giải màn hình cũng khá là cao nhá. Cấu hình ấy thì sẽ có là RAM 8 GB, bộ nhớ là 128 GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888 ạ. Chức năng ngon lành, màn đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Khung viền các cạnh em huy thấy cũng rất đẹp ạ, ở mức rất đẹp luôn ạ. Khung viền cạnh trên này, cạnh bên cạnh dưới các cạnh nhá, phải nói là bóng bậy luôn, dường như là khó tìm được vết xước trên con máy này. Cam sao cam chính là 64 megapixel cho khả năng quay video 8K anh chị nhé và quay khả năng 4K cũng rất là ngon lành luôn. Cam trước thì rất là đẹp và sắc nét, chức năng ngon lành, máy móc trơn tru, giá cả hợp lý ạ. 6 triệu rưỡi cho một em S21 Plus tặng ốp lưng, giá màn hình sạc cáp siêu nhanh 25W chuẩn zin nhá. Ngoài cái dòng Plus của S21 ra ấy, thì em thì còn có dòng 5G của S21 Chắc là nhiều anh chị cũng đang quan tâm đến mẫu S21 5G bên em Thì em cũng lên tạm với quý anh chị một em S21 5G nhá Thì tình trạng em này như sau này Đầu tiên là thiết kế phần lưng cũng rất là đẹp ạ Máy móc thì dường như là rất là ít những cái xước sát Gọi là zin cũ đẹp đấy anh chị ạ à, Khá là đẹp nhá Khung viền cạnh trên này Cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng còn rất đẹp luôn anh chị nhá Màn hình ấy thì à, có tặng kèm dán PPF có tặng kèm cho anh chị ốp lưng, có tặng kèm sạc cáp zin siêu nhanh 25W ạ. À. Anh chị nhìn có cái máy, chất máy là nó cũng thấy là chất chơi đúng không anh chị? À, nhìn có chất máy rất là ok và ổn áp trong tầm tiền đấy ạ. À. À, chức năng ngon lành. Màn hình máy ấy thì đẹp 100%, không ngủ ám, không phân màu gì anh chị nhá. Chip Qualcomm Snapdragon 888 với dung lượng RAM của máy là bao nhiêu à? RAM 8 g bộ nhớ là đây. RAM 8 này, bộ nhớ 128 g nhá. Chip 888 luôn ạ à. và chức năng ngon lành, hai SIM hai sóng, một SIM vật lý một SIM điện tử. S21 5G Nếu mà anh chị thích một con máy có cấu hình ngon Giá cả hợp lý mà dòng cao cấp flagship của Samsung Thì lấy em này quá là ok luôn nhé Kính cường lực Victor này Khung viền cũng rất là đẹp Máy zin thế này là quá là nét rồi đúng không quý anh chị Zin thế này là quá nét rồi ạ Tất nhiên là đặt hàng lên trực tiếp 0933 600386 nhé Còn con máy này em không khen quá hay đây gì đâu ạ Tại vì S21 ấy là cái máy mà em Huy đang dùng thực tế luôn Và hàng ngày em Huy vẫn là quay video để mà đăng lên kênh tiktok này Hoặc là đăng lên youtube nhé Bằng những cái máy này quá là bình thường luôn đây à, Kênh tiktok của Di Động Minh Huy đây ạ à. à, Ngoài ra ấy, thì anh chị cũng có thể là xem em Huy đang quay video à, trực tiếp Bằng con Samsung Galaxy S21 ngay đây chị nhé Nói chung là hàng ngon, giá cả cực kỳ hợp lý Và dòng S21 này bên em đang có mức giá là 5 triệu rưỡi thôi là có một em máy đẹp như này đấy chị nhá máy đẹp mà đẹp ạ mà nét 100 phần trăm không ố ám phân màu gì luôn ạ, cực kỳ chất nét. Chức năng ngon, có hai màu màu trắng và màu đen cho quý anh chị lựa chọn nhé, màu trắng này cũng khá là chất này. Đấy, được chưa? Máy móc thì chất chịn chu luôn và chuẩn chỉ anh chị nhé, nhìn đúng là mê luôn anh chị ạ. Phải nói là rất là mê nhá. Nhiều anh chị cũng hỏi em là tại sao bạn Mỹ mà lại lưng lại ghi là in Việt Nam thì đây là manufacture là chế tác anh chị nhé máy này chế tác tại Việt Nam thì Việt Nam có nhà máy Samsung Bắc Ninh rất là lớn á xuất rất là lớn rất là nhiều máy Samsung nên anh chị cứ yên tâm nhé là hàng gọi là hàng chuẩn trị luôn không phải lo tiếp theo lên cho quý anh chị cái mẫu Samsung giá rẻ này đây là Samsung Galaxy A425G ạ, à. cái mẫu này giá rẻ nhưng mà vẫn có vân tay một chạm bên trong màn hình nhá đây em thử cho quý anh chị xem này Màn hình là công nghệ màn hình Super AMOLED ngon lành luôn ạ. Cấu hình sẽ có là RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Tất nhiên là sở hữu con chip cực kỳ tuyệt vời rồi, chip 750 hỗ trợ 5G anh chị nhá. Giá cả hợp lý ạ, em này pin 5000. Cái ưu điểm rất là nhiều rồi ạ. Chip khỏe, cấu hình cũng khá là tốt nữa, giá cả cực kỳ hợp lý. Hiện tại bên em đang có mức giá quá là êm cho một em máy A425 g em này 2 sáu chín mươi thôi. Đấy, và tặng các quý anh chị là gì ạ? Tặng dán màn hình nhá, tặng sạc cáp tặng cả tai nghe cho quý anh chị luôn ạ, ship code toàn quốc. Camera có hệ thống bốn camera rất là chỉnh chu này, có góc rộng này, có cảm biến góc siêu rộng này, có cảm biến đo chiều sâu này, có cảm biến macro. Nói chung là camera phía sau thì phía trước đều ok hết ạ và đầy đủ hết các tất cả các cảm biến nhá. Cam sau góc siêu rộng này, X1 này, ấy Và anh chị ở khu vực lân cận Hà Nội hoặc Hưng Yên hoặc là các tỉnh lân cận Hà Nội ấy, bên em có hỗ trợ anh chị là ship siêu tốc, ạ, ship tầm 2 tiếng là nhận đấy ạ ưu tiên nhất là hà nội hưng yên ạ tại vì cái tuyến đấy là thông nhất. Đấy, ừ. ngoài ra thì nội thành hà nội cũng nhận khá là nhanh anh chị nhé. tất nhiên là cái, cái chi phí thì vẫn san sẻ với nhau một chút. đấy cho thoải mái. còn ship code qua bưu điện là miễn phí ship toàn quốc ạ. Đấy, màn đẹp chức năng ngon nhá cam cụm nét nè nè luôn. giá hai triệu sáu thôi ạ. và con này thì uh, có sạc uh, tặng kèm này. ngoài ra thì uh, con này cũng là một con máy bền lành đấy ạ. em đánh giá rất là bền lành nhé của thương hiệu uh, samsung. Tiếp theo nữa thì dòng A95 g cũng rất là bền lành à. Con này phải nói là quá là ưng luôn Sau con A82 ấy, thì em cũng rất là hài lòng với con A90 này Khi có cấu hình ngon ạ à, RAM 6GB Bộ nhớ 128GB chip 855 nhé. Đấy, Nặng 200g Nặng trình trịch luôn Màn hình 6 in 7 có vân tay một chạm bên trong màn hình à, khung viền thiết kế bằng hợp kim nhôm này tuy là máy dòng A nhưng mà rất là cao cấp anh chị nhé thiết kế cầm lên tay đầm chắc vô cùng luôn cao cấp vô cùng màn hình 6 in 7 Super AMOLED cũng khá đẹp và sắc nét nữa Camera của máy thì em Huy đánh giá cũng ở mức gọi là tốt anh chị ạ. Con con này chiến game thì vô đối luôn. Lấy về chơi game thì đúng là chuẩn bài anh chị ạ. Nói chung là zoom 10x này, lấy về chơi game chuẩn bài nhá. Cam trước cũng khá là đẹp và là nét. Giá em này thì em quý anh chị là 3 triệu mốt Samsung Galaxy A95G nhá, Đang có giảm giá mua ngay đi ạ Đặt hàng lên để trực tiếp 0933 600386 Và những con máy ở đây em đã chất lọc rồi nhé Chất lọc những con máy ok nhất, ổn nhất trong tầm tiền rồi Em đi mang đến cho quý anh chị những cái trải nghiệm ok nhất trong tầm tiền à, Và chọn lựa quá là hợp lý ạ Bên em bảo hành 3 tháng lỗi đội 10 ngày đầu nhá, Nguồn màn hình bảo hành trong thời gian lỗi đội ạ lên cho quý anh chị thêm một con S20FE Cái dòng này thì đúng là tiệt trụng đấy anh chị ạ hiếm có khó tìm lắm nhưng mà hôm nay em cũng có một em này em cuối lô rồi nói chung là không còn con nào nữa và giá cả quá là êm gần như là rất là sát điểm hòa vốn cái dòng này bây giờ nó ngon bộ rẻ tại vì sao ạ thứ nhất là mức giá giá có loanh quanh 4 triệu thôi mà có cấu hình ngon nhá đầu tiên mà nói trước cho quý anh chị một chút này là con này chạy con chip 865 là một con chip flagship thứ hai nữa là gì ạ ram 6 bộ 128 28 màn hình 120 hz rất mượt màu và trơn tru ngoài ra em tặng thêm cho quý chị là sạc cáp ốp lưng dán màn nữa không thiếu một cái gì cả Cam thì nét đẹp vô cùng luôn Cam này sao quý chị xem qua nhé Cựa tiền này thì rất là hiếm có những em máy mà cam nó đẹp như này 0.5 x1 Zoom này zoom 3 mic nhé Cam trước cũng đẹp và ngon luôn ạ Loa kép nghe nhạc hay Giá cả êm đềm luôn Em này 3 triệu 9 ạ Có một em thôi Màn hình thì cũng ở mức tương đối đẹp nhé Lưu siêu siêu nhẹ Không nói thì không ai biết Nhưng mà nói ra rồi thì cũng có biết đâu Nhận hàng kiểm tra thoải mái nhé Đấy con này có lưu hình siêu nhẹ nhé Nhưng mà nhận hàng được kiểm tra thoải mái ạ Không nhìn ra đâu ạ Cam kết luôn anh chị Con này giá là 3 triệu thôi ạ S20FE à, Note 20 nhà em cũng có một hai em Thì lên cho quý chị em này là RAM 8 bộ nhớ 28 ạ Note 20 5G Giá em này cũng rất là êm đềm luôn ạ 4 triệu rưỡi Và em này sẽ có hai sim nhé Phần lưng cũng rất là đẹp này Khung viền các cạnh thì các cạnh cũng khá là ok Em này có một cái điểm trừ duy nhất đấy Là màn hình tuy là đẹp nhá Không đốm điếc gì Đấy, nhưng mà cũng không ngồ ám gì Nhưng mà có lưu hình rất nhẹ nhá Lưu hình siêu nhẹ trên màn thôi ạ Và nhìn qua video ắt hẳn là khó thấy Con này âm thanh lý máy trần trường luôn Không có gì cả là 4 triệu rưỡi ạ Có một em duy nhất thôi Máy móc vẫn cam kết cho quý anh chị là mượt mà con gà luôn Vẫn bảo hành như bình thường cho quý anh chị Bao dùng thoải mái luôn Bạn Mỹ nhé sẽ có 2 sim 2 sóng một sim vật lý một e sim Cam 0.5 này Zoom 3 x ạ Chức năng ngon lành máy móc mượt mà à, Dính đất đèn đèn luôn ạ 4 triệu rưỡi nhé à, Vẫn là manufacturing Việt Nam này. S à, Note 20 5G à. chức năng ngon lành, máy móc zin à, tiếp tục thì không để bỏ qua những sản phẩm Samsung nữa rồi. Tiếp theo lên cho quý anh chị một cái mẫu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Mẫu này thì đúng là hàng hiếm anh chị ạ, à. hiếm có khó tìm luôn ạ. À. Một con máy zin đẹp, và cũng khá là chất lưng đẹp này khung quyền cạnh trên cũng đẹp nhá cạnh bên các cạnh em huy đánh giá ở mức gọi là cũ đẹp ok rồi ạ à, chân sạc thì có sức một xíu bên mép nói chung là đánh giá máy cũ thế này là cũng ở mức đẹp rồi nhá nhìn cụm cam này ưng ạ nhìn rất là mê luôn đấy chị ạ phải nói là khó mà cưỡng lại được thứ hai nữa là màn hình của máy cũng ở mức gọi là đẹp không ngộ ám phân màu gì chức năng ngon ạ cấu hình sẽ có là ram 12 hai bộ nhớ là 128 ghi nhá chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 cũng mượt mà ngon lành rồi camera này thử cho quý anh chị xem qua nhá cam trước đẹp và sắc nét hôm nay em quay video bằng Samsung Galaxy Note 20 Ultra luôn nhé này đang quay này Note 20 Ultra và chế độ video là 4K thì anh chị có thể là bật 4K nhé lên để xem thử là cái hình ảnh nó cho ra có ngon không góc rộng góc hẹp ok này cam sao cũng nét này nẹt nhá 0.5 này zoom lên đến là 5x nói chung là đặt hàng lên trực tiếp 0933 600386 Em này giá là 7.999.000 đồng ạ à. à, một số anh chị hỏi em là Huy ơi, cái Note 20 Ultra bây giờ còn cái máy mới đến thị trường không ấy Thì thật lòng với anh chị là không có máy mới đâu nhé Không có máy mới, không có máy mới full hộp đâu Không có, không bao giờ có Không có đâu ạ Thật lòng là không có Tại vì máy nó ra lâu rồi ạ à. À, là một thứ hai nữa là hàng lâu rồi không có nhiều số lượng để bán đâu anh chị ạ nên máy mới không có nhá lưu ý giúp em ạ nhiều anh chị hỏi hôm nay em em mới tiện trả lời s 8 active một con máy cũng ngon bộ rẹ bền lành ạ đậm chất quân đội luôn khung viền các cạnh thì đúng là hầm hố vô cùng à, thiết kế hợp kim nhôm nhựa màn hình là kính cường lực nhá màn hình thì đẹp không ngổ ám không không phân màu gì ram bốn 64 sáu à, s tám active giá là hai triệu sáu thôi ạ hôm nay vẫn tặng đủ phụ kiện và ngoài ra thì anh chị vẫn có thể là được hưởng cái giảm giá nhé Sale hôm nay nhé Đấy, 2 triệu dự, à, 6 là còn 2 triệu rưỡi thôi đấy, Nếu mà giảm giá rồi Sau giảm giá Thì mã này rất là ngon bền lành ạ Và giá hiện tại quá là êm rồi ạ Màn hình OLED nhé, đặc biệt này cái dòng này anh chị lưu ý giúp em ạ, là máy màn hình đẹp không ngồ ám thì rất là hiếm trên thị trường đấy màn em này vẫn có sức lông mèo một chút nhé nhưng mà không sao ạ giá cả em là hai triệu sáu Đấy. tiếp tục lên cho quý chị dòng máy ngon bộ rẻ nhá cái mã này bán chạy này mà em phải lên sau này tại vì thật ra sự mà bán chạy quá thì không đủ máy mà bán trên tay em đây là LG Velvet anh chị ạ máy màu xám nhá đẹp bạn mỹ ạ main zin mà zin và là màn mới liền khung này còn có nguyên cả siêu dán màn hình ạ chức năng ngon màn hình thì siêu đẹp nhá riêng cái màn hình này mà lắp qua samsung nó trị giá ba bốn triệu rồi nhưng mà cái màn này lắp lên máy LG nên là nó rẻ chị ạ màn hình 6 in tám độ phân giải cao nhé khung viền cong tràn hai bên như này rất là đẹp ạ, màn hình trong veo loa kép nghe nhạc hay em này sẽ có cam sau cam chính là 48 megapixel có đầy đủ cảm biến góc rộng này à, góc siêu rộng cũng có nói chung là chức năng ngon cam cụm thì cũng đẹp ạ cam trước cũng khá là đẹp và sắc nét ạ loa kép nghe nhạc hay à, tặng ốp lưng tặng dán màn tặng sạc cáp tặng tai nghe miễn phí ship toàn quốc ạ giá 3 triệu hai năm ạ anh chị nào hôm nay săn siêu được con này quá là hời luôn ạ ba triệu hai năm nhé pin bốn nghìn hai sim hai sóng chức năng ngon lành máy móc mượt mà con gà luôn có hai màu là màu trắng và màu xám như lúc nãy màu này là màu trắng anh chị nhá chức năng đều ngon lành máy móc đều mượt mà cả anh chị ạ tiếp tục lên cho quý anh chị một mẫu LG ạ màn hình thì gập ngang như này đúng là tung hoành ngang dọc luôn anh chị ạ chức năng ngon giá cả hợp lý ạ mẫu này cả màn chính cả màn phụ thì chỉ có là 3 triệu chín thôi anh chị đã sở hữu ngay một em với cấu hình là ram 6 g bộ nhớ bật 28 con chip 855 cũng mượt mà trơn tru rồi ạ camera vẫn đẹp và sắc nét nhá anh chị có thể là dùng hai cái màn hình này khá là chức năng ví dụ nhá đấy, anh chị có thể là quay sang bên kia để nhìn đấy, và quay bên này để nhìn được chưa ngoài ra anh chị có thể là bật camera sau đấy, và quay bên này để xem bên kia xem có gì đúng không ạ khá là hay đấy là cái, cái cái vui vui thôi chứ còn thực tế thì anh chị có thể là vừa chơi game lại vừa xem youtube được hoặc là vừa xem chơi game vừa xem live stream được rất nhiều tính năng hay ho trên một con máy này và lg thì đúng là rất là độc đáo và đặc biệt không làm chúng ta thất vọng đâu ạ vút qua trên nào À không thể chuyển ứng dụng này ứng dụng nào với chuyện được ta đây ví dụ nhá chuyện này ấy nói chung là chuyện ứng dụng khá là hay khá là nhanh nhá và cơ chế hoạt động khá là vui ạ em này thì tình trạng cũng gọi là đẹp ạ màn hình đẹp không gò ám nhá giá là em là 3 triệu chín ạ hôm nay thì có sale đấy anh chị đặt sớm ạ liên hệ trực tiếp 0933 60386 giúp em à, bên em ngoài ra còn có samsung s20 plus s20 5g ạ như em này máy tình trạng s20 5g zin đẹp màn đẹp không ám ạ lưng đẹp ạ màn hình thì nét nè nè luôn nhá đẹp căng luôn ạ chức năng ngon phiên bản Hàn Quốc sẽ có là ram 12 gb bộ nhớ là 128 gb ạ và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 8565 mượt mà ngon lành êm ái như điện Kim đan luôn đấy chị nhá màn hình này 6 in 2 2k mật độ đẹp ảnh hơn 500 ppi siêu nét cong tràn hai bên quá ưng pin 4000 ạ khá là phù hợp để dùng giá em này là 4 triệu rưỡi ạ Đấy, có hai màu là màu xanh và màu trắng cho quý anh chị nhé Rồi thì chắc là video hôm nay em xin phép dừng lại tại đây Anh chị đặt hàng thì giúp em qua số điện thoại là 0933 600 386 ạ Cái máy tính bảng này nhà em cũng bán luôn anh chị nhé máy tính bảng bán luôn Lên cho quý anh chị các video nhỉ Máy thì tặng kèm bao da này Tặng kèm cả sạc cáp, uh, tai nghe, tặng cả uh, hộp hiếp các thứ nhá. Nói chung là còn có một em thôi ạ Màn hình em này thì 10 yên rưỡi Máy tính bảng bây giờ rẻ quá các bác ạ. Trên tay em đây là Samsung Galaxy Tab A8 nhé. Rất là chất lượng luôn, máy 10 yên rưỡi ạ. Cũng đẹp và sắc nét. Màn hình thì đẹp, không màu ám, không phân màu gì, chức năng ngon ạ. Có cả 4G nhá Lắp sim mà dùng 4G nghe gọi bình thường, có cả Wi-Fi. Đặc biệt này, nhìn các bạn thiết kế thì đúng là không thể mà không mê được ạ. Rất là mọng. Mọng và đẹp nhá này, cạnh bên cạnh dưới đây, cộng sạc Type C, si. pin 7000 thì dùng cả ngày không hết ạ. Cứ yên tâm là dùng thoải mái ạ. Thứ hai là loa kép nhé. Loa kép âm thanh vòm nghe nhạc khá là hay cam cụm thì cũng ở mức khá là đẹp và sắc nét ạ giá hôm nay chỉ là 3 triệu hai thôi ạ hôm nay có sale đấy anh chị đặt hàng sớm nhá đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0933 đâu rồi đây 0933 600386 giúp em nhá. đấy và em cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video chúc quý anh chị có một buổi tối xem video vui vẻ ạ nhớ đăng ký kênh và bấm chia sẻ giúp em à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại bye bye